được gọi là nữ hoàng nước mắt của truyền hình Philippines, là một trong những nhân vật nguyên mẫu để nhà văn Kevin Kwan sáng tác nên cuốn tiểu thuyết Crazy Rich Asians. Cuộc sống nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khắp thế giới. Chúng ta đang nhắc đến Hersh Evangelista. Hersh Evangelista sinh năm 1985, sinh ra tại thủ đô Manila. Hersh sau đó cùng gia đình chuyển đến San Francisco, California, Mỹ, cuối cùng lại trở về quê nhà Philippines. Cô được công chúng biết đến là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình, ca sĩ, họa sĩ, doanh nhân và phu nhân nghị sĩ. Để hình dung về cuộc đời của Hersh Evangelista, người ta sẽ nhớ ngay tới tác phẩm Crazy Rich Asians, con nhà siêu giàu châu Á. Và cô chính là nguyên mẫu cho nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết và phim điện ảnh đình đám này. Phải đi lùi mới đến vạch đích. Hersh Evangelista là ái nữ của tập đoàn Barrio Fiesta danh tiếng. Cô chính là định nghĩa của cụm từ ngậm thìa vàng. Ngay từ lúc chào đời đã có cuộc sống vương giả, xa hoa, được lớn lên trong điều kiện tốt nhất, tiếp thu nền văn hóa đa dạng. Tuy là nhân vật đình đám của giới siêu giàu châu Á, nhưng Hersh Evangelista lại khiến mọi người nể phục hơn vì tài năng và sự nỗ lực của chính mình. Cô bước chân vào giới giải trí năm 13 tuổi khi được tập đoàn giải trí và truyền thông lớn nhất nhì Philippines ABS-CBN phát hiện và bồi dưỡng. Qua hàng loạt dự án phim tuổi teen, Hersh Evangelista dần khẳng định tài năng và tên tuổi cũng vượt sáng lên hàng sao. Tính đến nay, Hersh Evangelista sở hữu hơn 70 tác phẩm điện ảnh, truyền hình, trong đó hầu hết là những phim đạt kỷ lục doanh thu phòng vé và rating truyền hình cao ngất ngưỡng như Antagin Ina, My First Romance, Ngôi nhà hạnh phúc, Trò chơi ái tình. Khán giả ưu ái gọi cô là nữ hoàng nước mắt của phim truyền hình Philippines. Hersh Evangelista từng thử sức làm ca sĩ, album của cô bán chạy và bài hát chủ đề được nhiều người yêu thích nhờ giọng hát ngọt ngào, mượt mà. Khi theo đuổi hội họa, cô dùng tên thật Love Marys thay vì nghệ danh Hersh Evangelista. Giới họa sĩ cũng công nhận cô là cây cọ có thực lực, người đẹp từng tổ chức tới 13 buổi triển lãm tranh với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Evangelista từng vẽ tranh lên những chiếc túi và áo sơ mi đắt đỏ của thương hiệu Hermes. Các sản phẩm trên được trưng bày tại bảo tàng Ayala và Gallery Joaquin, sau đó đã được bán đi với giá cao. Nhiều tay chơi thời trang đặc biệt thích và sẵn sàng trả giá cao để có được sản phẩm cô từng vẽ lên. Do đó, các sản phẩm qua tay cô đều có giá trị tăng lên nhiều lần. Chẳng hạn, một chiếc ví hàng hiệu được Evangelista vẽ lên sẽ có giá khoảng 90.000 peso Philippines, 1.800 USD. Cô cũng nắm trong tay 15 giải thưởng nghệ thuật danh giá sau 23 năm hoạt động, như nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại PMBC Star Awards for Television 2016, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Metro Manila Film Festival 2009, Princess of RP Movies tại GMMSS Box Office Award năm 2004. Không chỉ gây tiếng vang ở điện ảnh, Hersh Evangelista còn thành công ở nhiều lĩnh vực khác trong giới giải trí như ngoại hình xinh đẹp, sánh ngang với dàn minh tinh hàng đầu như Marian Rivera, Angelica de la Cruz, cùng khả năng giao tiếp, năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm. Hersh Evangelista là người dẫn chương trình đắt show bậc nhất showbiz Philippines, là ca sĩ có doanh thu bán album cao và là họa sĩ được giới chuyên môn công nhận. Dù được sinh ra trong gia đình có 5 người con và là con út, nhưng Hersh Evangelista lại được lựa chọn làm người thừa kế đế chế ẩm thực hùng mạnh của gia đình, cho thấy năng lực kinh doanh và bản lĩnh đáng nể của cô. Với tất cả danh tiếng và tầm ảnh hưởng có được sau 23 năm lăn lộn trong ngành giải trí, Hersh Evangelista được nhiều người tôn vinh là nữ hoàng showbiz Philippines. Cuộc sống vương giả còn hơn cả chữ rich kids. Như đã đề cập ở trên, Evangelista được sinh ra trong một gia đình bề thế. Cô là con gái của Ronaldo Evangelista Omboco, người đứng sau tập đoàn nhà hàng Barrio Fiesta danh tiếng với hơn 50 chi nhánh ở cả Philippines và nhiều quốc gia trên thế giới. Gia đình mẹ cô là chủ sở hữu đồn điền trồng mía lớn nhất ở tỉnh Camarines Sur của Philippines. Là người thừa kế của tập đoàn lớn, cuộc sống của Hersh Evangelista đương nhiên sẽ khiến bất cứ ai phải choáng ngợp. Hersh Evangelista đã được tiếp xúc với giới thượng lưu từ nhỏ. Cô cũng là người nắm quyền thừa kế đế chế ẩm thực của gia đình thay vì các anh chị lớn. Hersh Evangelista cũng tham gia vào công việc điều hành kinh doanh của gia đình và hưởng lợi nhuận không nhỏ từ các nhà hàng, công ty và chuỗi kinh doanh trải dài khắp thế giới. Nhờ khối tài sản khổng lồ của gia đình, mỹ nhân sinh năm 1985 đã sống trong nhung lụa từ nhỏ và bắt đầu lao vào cuộc chơi hàng hiệu từ những năm 20 tuổi. Cô từng tiết lộ sở hữu chiếc túi Hermes Birkin đầu tiên vào năm 22 tuổi là quà tặng từ cha. Mỗi lần xuất hiện, nữ minh tinh luôn mang đến hình ảnh cực sang trọng, đẳng cấp của giới siêu giàu. Cuộc sống của Hersh Evangelista ngập tràn trong đồ hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh, những buổi tiệc tùng của giới thượng lưu hay những hàng ghế đầu danh giá tại show diện của các thương hiệu thời trang xa xỉ. Rất nhiều người sưu tập hàng hiệu, nhưng Hersh Evangelista khủng hơn ở chỗ, những món đồ của cô không chỉ đắt mà còn hiếm. Chẳng riêng quần áo, phụ kiện, nước hoa mà còn đến bát đĩa, đồ dùng của cô cũng siêu đắt đỏ. Và đương nhiên, số lượng những món đồ xa xỉ mà cô sở hữu có khi còn nhiều hơn mấy bộ sưu tập của người khác cộng lại.
Hot Evangelista không chỉ là nhân vật VIP mà còn là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ đình đám nhất thế giới như Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Ferragamo, Jean Paul Gaultier. Mỹ nhân người Philippines là gương mặt quen thuộc tại hàng ghế đầu các show diễn thời trang, cũng là tên tuổi được ưu tiên tại các cửa hàng thời trang xa xỉ trên thế giới. Phu nhân nghị sĩ và vòng quan hệ quyền lực. Hot Evangelista kết hôn với thượng nghị sĩ Francis Tris Escudero vào năm 2015 và mang thai con sinh đôi đầu lòng vào năm 2018. Trước khi đến với thượng nghị sĩ, Hot Evangelista đã phải trải qua hai mối tình, tất cả đều kết thúc trong đau khổ vì sự phản đối của cha mẹ cô. Do đó, khi gặp được Francis Escudero, nữ diễn viên quyết định cãi lời cha mẹ một lần để nắm giữ hạnh phúc của chính mình. Thậm chí, bố mẹ cô còn mở hộp báo nói xấu con rể, nhưng nữ minh tinh vẫn bất chấp ở bên Tris Escudero và có cuộc sống viên mãn ở hiện tại. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện đình đám, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và công chúng Philippines. Kết hôn với thượng nghị sĩ Francis Escudero, Hot Evangelista trở thành đệ nhất phu nhân của tỉnh Sorsogon. Cuộc sống của cô ngày càng xa hoa, giàu có. Trang cá nhân của Evangelista ngập tràn hình ảnh cô mua sắm hàng hiệu, dự tiệc với giới quý tộc, du lịch sang chảnh. Song song với việc hưởng thụ cuộc sống, cô còn thường tháp tùng người chồng từng là luật sư và hiện là chính trị gia danh tiếng, tham gia các chuyến đi công tác. Hai người có mặt tại các sự kiện trọng đại ở các nhà máy địa phương, trung tâm y tế, nhà tình thương cho người già và trẻ em. Hiện, Hot Evangelista sống hạnh phúc cùng người chồng thượng nghị sĩ và nuôi dạy hai con riêng của ông. Nhiều người dân Philippines đùa rằng cuộc đời của người đẹp 36 tuổi xa hoa, ly kỳ và nhiều vấn đề như kịch bản phim. Và cũng chính cuộc sống nhung lụa nhưng đầy rắc rối, đặc biệt là chuyện tình cảm của Hot Evangelista đã trở thành nguồn cảm hứng cho Kevin Kwan sáng tác nền cuốn sách Crazy Rich Asians. Là phu nhân của nghệ sĩ, nhưng Hot Evangelista vẫn có ảnh hưởng cực lớn trong giới showbiz và thời trang. Trang cá nhân của cô hiện có 7,7 triệu người theo dõi. Hot Evangelista ở tuổi 36 khiến cộng đồng mạng phải ngưỡng mộ vì cuộc sống siêu giàu có, quyền lực và hạnh phúc của mình.